Chào mừng các bạn đến với chương trình 5 bước tạo trò chơi với Scratch. Chúng ta cùng nhau xem thử cái trò chơi của hôm nay là trò chơi gì nha. Thì đây là cái trò chơi mà chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện hôm nay. Chúng ta thấy đây là một trò chơi khá là đơn giản nhưng mà cũng không kém phần thú vị. Trò chơi này gọi là trò chơi Flying Cat, tức là chú mèo đang bay. Và chúng ta sẽ sử dụng cái ngôn ngữ lập trình là Scratch để mà tạo ra trò chơi này. Để tạo ra trò chơi này thì chúng ta cần phải tuân theo 5 cái bước hướng dẫn sau đây. Bước thứ nhất là tạo nhân vật chú mèo. Bước thứ hai là tạo nhân vật nền cho trò chơi. Bước thứ ba là tạo nhân vật đồng tiền. Bước thứ tư là tạo luật chơi. Và bước thứ năm là tăng độ khó cho trò chơi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt tay vào thực hiện cái trò chơi này nha. Bước 1. Tạo nhân vật chú mèo. Trước hết chúng ta sẽ tạo phông nền cho trò chơi nha. Tạo phông nền thì chúng ta sẽ vào đây. Ở đây chúng ta có thể chọn phông nền nào cũng được. Ở đây mình chọn cái phông nền này. Đây là cái phông nền sẽ dùng cho trò chơi của chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào tạo cái nhân vật đầu tiên. Đó là nhân vật chú mèo đang bay. Tạo nhân vật chúng ta vào đây. Bởi vì nhân vật chúng ta nó có sẵn trong cái phần mềm Scratch. Cho nên chúng ta vào cái phần tìm kiếm đây để chọn cái nhân vật chú mèo. Thì đây là cái chú mèo đang bay. Chúng ta sẽ chọn cái nhân vật này làm nhân vật cho trò chơi của chúng ta. Thì cái chú mèo đang bay này nó sẽ có hai cái hình ảnh hay là hai cái trang phục. Chúng ta vào cái tab trang phục, chúng ta sẽ thấy hai cái trang phục của chú mèo này. Đó chính là cái trang phục chú mèo đang ở tư thế nằm và một cái trang phục là ở tư thế đang hướng lên trên. Thì hai cái tư thế này hay là hai cái trang phục, người ta gọi là hai trang phục hay là hai hình ảnh cũng được. Mình sẽ sử dụng cái hai hình ảnh này cho cái trò chơi của chúng ta. Lưu ý cái tên của các hình ảnh là ở tư thế nằm này là Cat Flying A nha. Còn tư thế này là Cat Flying B. Chúng ta nhớ cái tên nha. Như vậy là chúng ta đã tạo cái nhân vật đầu tiên của cái trò chơi chúng ta. Đây là nhân vật chú mèo đang bay. Chúng ta có thể thu nhỏ kích thước của chú mèo vào ô này để thu nhỏ lại. Bây giờ chúng ta sẽ viết lệnh điều khiển chú mèo này nha. Thì các hoạt động của chú mèo này nó sẽ bao gồm như sau. Đầu tiên chú mèo này sẽ xuất hiện ở cái vị trí là vị trí này. Vị trí này. Sau đó là chú mèo này sẽ có thể là di chuyển tức là bay lên, hạ xuống, bay về phía trước hoặc là lùi về phía sau. Thì đó là những cái hoạt động của chú mèo. Chú mèo này có thể bay tiến về phía trước nếu mà chạm đến cái rìa bên phải của màn hình thì sẽ quay trở lại vị trí ban đầu và lại tiếp tục cái hành trình của chú mèo. Như vậy để thể hiện các hành động này thì chúng ta sẽ cần các câu lệnh như sau. Đầu tiên chúng ta vào tab sự kiện, chọn lệnh là khi bấm vào. Tiếp tục vào tab chuyển động, chọn lệnh đi tới điểm XY. Thì khi chúng ta khởi động, chú mèo này sẽ xuất hiện ở cái tọa độ XY. XY đây chúng ta có thể cho là tọa độ là -172 và Y là bằng 0. Thì -172 Y bằng 0 là tọa độ ở khoảng này. Tức là Y là nằm ở khoảng giữa và X là nằm ở ngay chỗ này. Tiếp tục chúng ta vào tab điều khiển, chọn lệnh liên tục, vào tab chuyển động,
chọn lệnh là thay đổi y một lượng. Ở đây thay đổi y một lượng chúng ta cho là một lượng là cỡ âm 3 nha. À, tức là nếu như chúng ta không làm gì cả thì chú mèo này sẽ di chuyển đi xuống như thế này. Và mỗi lần di chuyển là âm 3 đơn vị. Tức là di chuyển xuống thì là âm, còn di chuyển lên là dương nha. Như vậy là mỗi lần di chuyển xuống sẽ là cỡ khoảng 3 đơn vị. À, như vậy là cái câu ý nghĩa của câu lệnh này là chú mèo sẽ trượt dần xuống đến cuối đến dưới màn hình này nếu như chúng ta không có tác dụng lệnh vào chú mèo. À, tiếp tục chúng ta vào tab điều khiển. Chọn lệnh nếu thì. À, vào tab cảm biến. Chọn lệnh phím được bấm. Ở đây chúng ta chọn phím được bấm, phím đầu tiên là phím phím mũi tên lên nha. À, nếu mà phím mũi tên lên được bấm, tức là chúng ta sẽ làm những cái việc gì? À, chúng ta vào tab hiển thị, chọn chuyển sang trang phục. Trang phục đây chúng ta chọn là Cat Flying B, tức là cái tư thế đang hướng lên trên như thế này. À, sau đó vào tab chuyển động, chọn lệnh thay đổi y một lượng. Ở đây cho chúng ta thay đổi y một lượng là 10 nha. À, như vậy là cái ba câu lệnh này nó có ý nghĩa là nếu chúng ta nhấn phím mũi tên lên thì cái chú mèo sẽ chuyển sang cái tư thế như thế này và bay lên trên. À, tiếp tục chúng ta sẽ thực hiện cho cái các hành động tiếp theo là hạ thấp xuống, di chuyển về phía trước và lùi về phía sau. À, thì các cái phím trên bàn phím để điều khiển chú mèo thực hiện cái hành động này, tức là gồm có phím mũi tên lên, mũi tên xuống, mũi tên trái và mũi tên phải. À, chúng ta vừa mới xong câu lệnh cho mũi tên lên, bây giờ tiếp tục cho các mũi tên còn lại thì chúng ta sẽ kích nút phải chuột vào cái câu lệnh nếu thì. À, chọn nhân bản. Nhân bản tức là copy đó, sao chép đấy. À, sao chép thì bây giờ là mũi tên lên chúng ta sửa lại thành là mũi tên xuống nha. Mũi tên xuống thì trang phục được chuyển sang là trang phục Cat Flying A, tức là cái tư thế nằm nha. Và thay đổi y một lượng như vậy, di chuyển xuống tức là cái tọa độ của nó là âm nha, âm 10. Rồi tiếp tục kích nút phải chuột và chọn nhân bản. À, chúng ta tiếp tục cho cái phím mũi tiếp theo là phím mũi tên sang phải ha. Mũi tên phải thì chúng ta cũng dùng cái trang phục là Cat Flying A, tức là trang phục nằm. Thay đổi bây giờ không phải là thay đổi y mà là thay đổi tọa độ x, tức là nó sẽ di chuyển ngang nha. Thay đổi x một lượng là 10. À, tiếp tục kích nút phải chuột vào lệnh nếu thì, chọn nhân bản. À, cái phím mũi tên bây giờ mình chọn là phím mũi tên trái nha. À, với phím mũi tên trái được bấm thì cũng dùng trang phục là Cat Flying A, tức là trang phục chú mèo đang nằm, và thay đổi một lượng x, tức là di chuyển hàng ngang, và ở đây di chuyển từ theo hướng ngược lại, tức là từ phải sang trái, như vậy là sẽ là âm 10. Rồi chúng ta sẽ thử lại các lệnh này nha. À, để thử lại chúng ta kích vào cái biểu tượng lá cờ ở đây. À, chúng ta thấy nếu không làm gì thì chú mèo sẽ trượt dần xuống dưới màn hình. À, còn bây giờ chúng ta sẽ dùng các cái phím mũi tên để điều khiển chú mèo nha. Mũi tên lên chúng ta thấy là mũi tên lên thì chú mèo sẽ hướng lên trên, mũi tên xuống là chú mèo sẽ xuống, và mũi tên bên phải là chú mèo sẽ di chuyển sang phải. Mũi tên trái là chú mèo sẽ lui về phía sau. Như vậy là chúng ta thấy là chúng ta dùng sử dụng bốn mũi tên, bốn cái phím mũi tên trên bàn phím để mà điều khiển hoạt động của chú mèo.
Rồi, như vậy là chúng ta vừa mới xong cái phần thứ nhất là dùng các phím mũi tên trên bàn phím để điều khiển cái hoạt động bay của chú mèo. Bây giờ thêm một cái phần nữa là chú mèo này khi di chuyển đến vị trí rìa phải của màn hình thì sẽ quay trở lại ở vị trí xuất phát ban đầu. Chúng ta sẽ thêm các lệnh như sau. Chúng ta vào tab điều khiển, chọn lệnh nếu thì. Vào các phép toán, chọn phép lớn hơn. Vào tab chuyển động, chọn tọa độ X. Lớn hơn đây là lớn hơn 240 nha. Tức là nếu như tọa độ X của chú mèo nó đến cái rìa phải của màn hình, tức là rìa phải này tọa độ X là 240 nha, tức là nó vượt quá cái rìa phải này thì nó sẽ quay lại cái điểm xuất phát ban đầu. Tức là chúng ta sẽ đi tới cái điểm XY lại. Điểm XY khởi đầu của chú mèo tức là âm 172 và 0 nha. Rồi, chúng ta thử lại cái đoạn lệnh này nha. Và chúng ta thấy nếu như mà chú mèo mà di chuyển đến rìa bên phải của màn hình thì sẽ quay trở lại vị trí ban đầu ha. Rồi, như vậy là chúng ta đã xong các lệnh để mà điều khiển cái hoạt động của chú mèo ha. Bước 2, tạo nhân vật nền cho trò chơi. Chúng ta sẽ tạo cái nhân vật tiếp theo nha. Nhân vật tiếp theo của chúng ta là gồm có một cái cây và một đám mây dùng để làm nền cho cái trò chơi ha. Bây giờ để tạo cái cây, chúng ta sẽ vào đây. Chúng ta chọn cây này nhé. Chúng ta thu nhỏ kích thước của cái cây lại. Vị trí ban đầu của cái cây là nó có thể nằm ở đây. Rồi, cái nhiệm vụ của cái cây này là nó sẽ làm nền cho cái trò chơi của chúng ta. Tức là cái cây nó sẽ xuất hiện ở vị trí này. Và nó sẽ di chuyển dần dần từ phải sang trái, khi đến rìa trái của màn hình thì nó quay lại vị trí ban đầu và lại tiếp tục di chuyển. Như vậy nó sẽ tạo cái hiệu ứng di chuyển cho chú mèo. Bây giờ chúng ta sẽ viết các lệnh để điều khiển cái hoạt động của cái cây này nha. Chúng ta vào tab sự kiện, chọn khi bấm vào biểu tượng lá cờ. Thì chúng ta sẽ đi đến cái tọa độ là XY, đi tới điểm XY. Thì điểm XY hiện tại của cái cây là đây, là điểm X là 200 và Y là âm 119. Vào tab điều khiển, chọn lệnh liên tục, tức là cái cây này nó sẽ liên tục di chuyển. Vào tab chuyển động, chọn lệnh thay đổi x một lượng. Thay đổi x tức là nó sẽ di chuyển theo chiều ngang đấy. Ở đây thay đổi x một lượng là âm 10 nha. Âm 5. Tiếp tục vào tab điều khiển, chọn lệnh nếu thì. Vào tab các phép toán, chọn phép toán bằng. Xin lỗi, phép toán nhỏ hơn nha. Vào tab chuyển động, chọn tọa độ X.
x nhỏ hơn âm 240 nha. Âm 240 tức là nó nằm ở rìa trái của màn hình nha. Âm 240 là nó nằm ở phía bên này. Như vậy nếu tọa độ x nhỏ hơn âm 240, tức là cái cây này di chuyển đến cái rìa trái của màn hình, thì nó sẽ quay lại cái vị trí ban đầu. Như vậy nó sẽ đi đến cái điểm XY, đi tới điểm XY là 200 và âm 119. Như vậy đây là các câu lệnh điều khiển cái hoạt động của cái cây này. Chúng ta thử lại nha. Chúng ta thấy cái cây nó di chuyển sang từ phải sang trái. Và nếu như nó đến cái vị trí rìa trái của màn hình, nó lại xuất hiện lại và lại tiếp tục di chuyển. Thì như vậy là chúng ta xong cái hoạt tạo ra cái nhân vật cái cây và các cái lệnh điều khiển hoạt động của cái cây này để làm nền cho cái trò chơi của chúng ta. Tiếp tục chúng ta sẽ tạo cái nhân vật là đám mây. Tạo nhân vật đám mây chúng ta vào đây. Chúng ta chọn cái đám mây này nha. Đây là cái đám mây sẽ dùng cho trò chơi của chúng ta. Chúng ta thu nhỏ lại một chút. Vị trí ban đầu của đám mây nó sẽ nằm ở vị trí này. Thì tương tự như hoạt động của cái cây, thì đám mây này nó cũng sẽ làm nền cho trò chơi và nó sẽ xuất hiện ở vị trí là ở đây và sau đó di chuyển dần về phía bên phía trái của màn hình. Nếu như mà di chuyển đến cái rìa trái màn hình thì nó sẽ quay trở lại vị trí ban đầu là ở đây. Thì chúng ta sẽ viết các lệnh để điều khiển cái hoạt động của đám mây nha. Chúng ta vào tab sự kiện, chọn khi bấm vào biểu tượng lá cờ, chúng ta sẽ vào tab chuyển động, chọn đi tới điểm XY. Thì khi chúng ta dùng chuột đưa cái đám mây đến vị trí này, thì cái vị trí này nó đã cập nhật vào trong cái câu lệnh rồi nha. Như vậy cái vị trí hiện tại của đám mây là X là 162 và Y là 129 nha. Tiếp tục chúng ta vào tab điều khiển, chọn lệnh liên tục, vào tab chuyển động, chọn lệnh thay đổi x một lượng. Ở đây đám mây sẽ di chuyển từ phải sang trái, như vậy là thay đổi cái tọa độ của nó là tọa độ x, và cái chiều như thế này thì là cái tọa độ nó phải cái thay đổi nó là phải cái đơn vị là âm nha. Vào tab điều khiển, chọn lệnh nếu thì, vào tab các phép toán, chọn phép nhỏ hơn. Ở đây nhỏ hơn đây tức là cái tọa độ x. Tọa độ x sẽ nhỏ hơn là âm 240 nha. Âm 240 tức là cái tọa độ phía rìa trái của màn hình này. Nếu mà tọa độ x mà đến cái nhỏ hơn cái âm 240 thì đám mây này nó sẽ quay lại cái vị trí ban đầu. Do đó chúng ta vào tab chuyển động, chọn là đi tới điểm XY. Và cái tọa độ ban đầu là đây. Như vậy là đây là những câu lệnh để thể hiện điều khiển cái hoạt động của đám mây. Chúng ta thử lại nha. Chúng ta thấy là đám mây nó di chuyển nha. Rồi, như vậy khi mà di chuyển đến cái rìa trái của màn hình thì đám mây nó sẽ quay trở lại xuất phát ở vị trí ban đầu và lại tiếp tục di chuyển như vậy. Như vậy là chúng ta đã xong cái nhân vật đám mây, tức là một nhân vật làm nền cho cái trò chơi.
Bước 3, tạo nhân vật đồng tiền. Tiếp tục chúng ta sẽ tạo nhân vật là cái đồng tiền nha. Tạo nhân vật đồng tiền thì chúng ta sẽ vào đây, kích vào cái biểu tượng là tải nhân vật lên. Cái nhân vật đồng tiền này nó hiện nó không có sẵn trong cái chương trình Scratch. Chúng ta phải tải từ trên mạng xuống. Ở đây mình đã tải sẵn xuống rồi, cho nên mình sẽ kích vào đây để mà lấy cái hình ảnh đồng tiền mà mình đã tạo, mình đã tải từ trên mạng xuống. Đây là cái đồng tiền mình đã tạo xuống. Cái này là con spin. Các bạn lưu ý nên chọn cái hình ảnh đồng tiền này. Cái lý do mà chọn cái hình ảnh đồng tiền này là vì cái hình ảnh đồng tiền này là nó gồm có bốn cái trang phục, nó có sẵn bốn cái trang phục hay là bốn cái hình ảnh mà tạo nên cái hình ảnh đó. Do đó chúng ta sẽ phải sử dụng cả bốn cái hình ảnh đó, cho nên chúng ta nên tìm cho được cái hình ảnh đồng tiền đó để mà nó có đầy đủ hình ảnh sử dụng trong cái trò chơi của chúng ta. Đây là cái đồng tiền mà mình đã tải trực trên mạng xuống. Chúng ta thu nhỏ cái đồng tiền này lại. Thì chúng ta thấy cái đồng tiền này khi chúng ta vào cái tab trang phục thì chúng ta thấy là nó có tổng cộng 4 cái trang phục như thế này, hay là 4 cái hình ảnh như thế này. 4 hình ảnh như thế này nó sẽ tạo nên cho cái đồng tiền này một cái hoạt động là xoay tròn. Xoay tròn tức là tạo cái hiệu ứng 3D cho cái đồng tiền đấy, cho nó hình ảnh cho nó đẹp hơn. Thì các bạn có thể cố gắng tìm cho được cái hình ảnh này, nó có đầy đủ 4 cái trang phục như thế này nha. Bây giờ chúng ta sẽ viết lệnh điều khiển cái đồng tiền này nha. Chúng ta vào tab sự kiện. Chọn khi bấm vào biểu tượng lá cờ. Vào tab điều khiển. Chọn lệnh liên tục. Vào tab hiển thị. Chọn lệnh trang phục kế tiếp. Vào tab điều khiển. Chọn lệnh đợi. Ở đây chúng ta điều chỉnh lại là đợi 0.2 giây nha. Như vậy là khi mà chúng ta bắt đầu trò chơi, tức là chúng ta kích vào biểu tượng lá cờ này, thì cái đồng tiền này nó sẽ chuyển sang cái trang phục kế tiếp. Cứ 0.2 giây nó lại chuyển sang trang phục kế tiếp. Như vậy nó sẽ lần lượt chuyển từ cái trang phục số 1 sang số 2, rồi sang số 3, sang số 4. Như vậy nó sẽ tạo cái hiệu ứng là đồng tiền nó xoay xoay tròn ha. Chúng ta xem lại cái hiệu ứng khi chúng ta viết các câu lệnh này nha. Chúng ta thấy đồng tiền bây giờ nó xuất hiện ở trạng thái là xoay tròn như thế này nè. Như vậy chúng ta thấy là nó sẽ đẹp hơn ha. Rồi, tiếp tục chúng ta sẽ viết các lệnh để điều khiển cái di chuyển của đồng tiền này. Thì đồng tiền này ban đầu nó sẽ xuất hiện ở một cái vị trí nào đó trên màn hình. Thì chúng ta sẽ chọn có một cái vị trí ngẫu nhiên trên màn hình. Nó xuất hiện ở rìa bên phải này, ở một cái vị trí ngẫu nhiên từ trên xuống dưới như thế này. Sau đó nó sẽ di chuyển di chuyển từ phải sang trái. Di chuyển từ phải sang trái. Nếu như đến rìa màn hình thì nó lại quay lại vị trí ban đầu và cứ tiếp tục như vậy. Thì các câu lệnh để mà điều khiển cái hoạt động này nó sẽ bao gồm như sau. Chúng ta vào tab sự kiện, chọn khi bấm vào biểu tượng lá cờ. Vào tab điều khiển, chọn lệnh đợi. Ở đây chúng ta điều chỉnh lại đợi 2 giây nha. Vào tab hiển thị, chọn lệnh ẩn. Ẩn trước khi đợi và đợi xong thì chúng ta hiện ra. Tiếp tục tạo cái vị trí ban đầu cho cái đồng tiền này. Chúng ta vào tab chuyển động. Chọn đi tới điểm XY. Thì điểm XY ở đây chúng ta sẽ có cái điểm X là cái tọa độ ở bên rìa phải của màn hình là tọa độ 240 đây.
Tuy nhiên điểm Y thì nó sẽ lấy ngẫu nhiên từ trên xuống dưới, do đó chúng ta phải vào tab các phép toán chọn là lấy ngẫu nhiên. Lấy ngẫu nhiên ở đây chúng ta có thể chọn từ âm 140 cho đến 160. Tức là đừng có lên quá sát phía trên của màn hình, cũng không xuống quá sát phía dưới màn hình, ở khoảng giữa giữa thôi nha. Tiếp tục vào tab điều khiển, chọn lệnh liên tục. Vào tab chuyển động, chọn lệnh thay đổi X một lượng. Lượng đây là âm 5 nha. Tức là x sẽ di chuyển từ phải sang trái, do đó cái tọa độ x nó thay đổi là âm nha, âm 5, tức là mỗi lần di chuyển nó sẽ di chuyển là 5 5 đơn vị hay là 5 bước cũng được. Tiếp tục vào tab điều khiển. Chọn lệnh nếu thì. Vào tab các phép toán, chọn phép toán nhỏ hơn. Ở đây nhỏ hơn tức là mình kiểm tra cái tọa độ x mà nhỏ hơn 240 độ đấy. Nhỏ hơn âm 240 là âm 235 đi. Thì quay lại cái vị trí ban đầu, tức là đi tới điểm XY. Điểm XY ban đầu tức là hai trăm bốn mươi và tọa độ y là tọa độ ngẫu nhiên nha. Chúng ta thử lại các lệnh này nha. Chúng ta thấy cái đồng tiền này nó xuất hiện ở cái vị trí rìa phải của màn hình và di chuyển dần sang cái vị trí bên trái của màn hình. Nếu mà đến vị trí rìa trái nó lại xuất hiện trở lại và lại quay lại như cũ. Như vậy là chúng ta đã viết xong cái câu lệnh để điều khiển cái hoạt động của cái đồng tiền này. Bước 4, tạo luật chơi cho trò chơi. Luật chơi của chúng ta nó sẽ gồm có hai luật nha. Cái luật thứ nhất là cái điều kiện để mà dừng trò chơi. Tức là cái chú mèo này nếu mà chúng ta thao tác không nhanh hay là chúng ta không tác động tới các phím trên bàn phím thì chú mèo này sẽ trượt dần xuống cái vị trí cuối màn hình. Như vậy trò chơi sẽ dừng lại. Hoặc là chú mèo này mà bay lên quá cao chạm phải cái rìa phía trên của màn hình thì trò chơi cũng sẽ dừng lại. Cái luật thứ hai là nếu như chú mèo này mà chộp được cái đồng tiền này hay là bắt được cái đồng tiền thì chú mèo này sẽ được cộng thêm một điểm, thì đó là luật tính điểm. Như vậy chúng ta có hai cái luật cho trò chơi này. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái luật đầu tiên là cái điều kiện để dừng trò chơi. Chúng ta sẽ vào cái nhân vật chú mèo đây. Chúng ta thêm các câu lệnh như sau. Vào tab điều khiển, chọn lệnh nếu thì. Vào tab các phép toán, chọn phép toán hoặc. Chọn phép toán lớn hơn. Và phép toán nhỏ hơn nha. Phép toán lớn hơn, đây là tọa độ y.
y lớn hơn 180 hoặc là y tọa độ y nhỏ hơn âm 180. À, tọa độ y mà là 180 là nó ở phía trên cùng này nha, còn âm 180 là ở phía dưới cùng của màn hình. À, như vậy nếu như mà chú mèo này di chuyển lên trên phía trên cùng này hoặc là xuống phía dưới dưới màn hình này thì chúng ta sẽ dừng trò chơi lại. Dừng trò chơi, chúng ta sẽ vào tab điều khiển, chọn lệnh là dừng lại tất cả. Rồi chúng ta sẽ thử lại cái điều kiện dừng trò chơi này nha. Rồi như vậy chúng ta thấy chú mèo mà lên đến cái vị trí đỉnh của màn hình thì trò chơi sẽ dừng lại. Hoặc là chúng ta thấy nếu như mà chúng ta không di chuyển hay chú mèo rơi xuống vị trí cuối màn hình, trò chơi cũng dừng lại. Như vậy là chúng ta đã xong cái điều kiện là cái điều kiện dừng cho trò chơi ha. Tiếp tục chúng ta sang cái các câu lệnh để mà tính điểm cho trò chơi nha. Thì ở đây để đạt điểm thì chú mèo này sẽ cố gắng bắt được những cái đồng tiền mà đang đang di chuyển này. Thì các câu lệnh nó sẽ gồm như sau. Chúng ta vào tab là tab cái vào nhân vật là nhân vật đồng tiền nha. Chúng ta vào tab sự kiện, chọn khi bấm vào. Chúng ta vào các biến số, chúng ta tạo một biến. Ở đây chúng ta tạo biến, đây là biến điểm nha. Biến điểm này dùng để lưu cái điểm của cái trò chơi ha. Thì đầu tiên chúng ta sẽ đặt cái biến điểm này là bằng 0. Rồi chúng ta vào tab điều khiển, chọn lệnh liên tục. Chọn lệnh nếu thì. Vào tab cảm biến, chọn lệnh đang chạm. Ở đây chúng ta chọn chạm, đây là chạm Cat Flying. Cat Flying là cái nhân vật chú mèo này, tức là chúng ta đang ở nhân vật đồng tiền. Nếu cái đồng tiền này chạm đến chú mèo hay là chú mèo chạm đến đồng tiền cũng được thì sẽ xảy ra cái gì? Chúng ta sẽ tăng cái điểm lên là 1 điểm. Chúng ta vào tab các biến số, thay đổi điểm một lượng là 1, tức là tăng điểm lên 1 điểm. Đồng thời sẽ phát ra âm thanh nha, phát ra âm thanh để báo hiệu là chúng ta đã đạt được 1 điểm đấy. Chúng ta vào cái tab âm thanh đây để chọn một cái âm thanh thích hợp cho cái trò chơi của chúng ta. Chúng ta chọn cái âm thanh là âm thanh của cái đồng tiền nha, coin. Chúng ta điều chỉnh lại âm thanh cho nó nhỏ một chút nha. Rồi, chúng ta sẽ chọn câu lệnh là bắt đầu âm thanh. Và âm thanh của chúng ta là tiếng tiếng coin này. Sau khi mà chạm tới đồng tiền thì cái đồng tiền nó sẽ bị mất đi và nó sẽ xuất hiện lại ở vị trí ban đầu. Như vậy là chúng ta tiếp tục câu lệnh là đi tới cái điểm XY. Điểm XY đây của chúng ta cũng là cái điểm X là tọa độ 240 nha. Và điểm Y là lấy ngẫu nhiên ha.
Rồi bây giờ chúng ta sẽ thử lại những cái câu lệ mà chúng ta vừa mới viết để xem cái hoạt động chấm điểm nó có đúng như vậy không nha. Để thử lại chúng ta kích vào biểu tượng lá cờ ở đây. Chúng ta sẽ điều khiển cái chú mèo để vươn lên để bắt lấy cái đồng tiền nha. Vậy chúng ta thấy là chú mèo khi mà bắt được đồng tiền thì cái điểm nó sẽ được tăng lên ha. Như vậy là chúng ta thấy là bây giờ như vậy những cái câu lệnh của chúng ta vừa mới viết nó đã thực hiện thành công cái hoạt động là tính điểm cho trò chơi, tức là mỗi lần chú mèo nhảy lên mà bắt được đồng tiền thì điểm nó sẽ tăng lên ha. Như vậy là chúng ta đã xong cái phần tạo luật chơi cho trò chơi ha, gồm có hai phần là điều kiện để dừng trò chơi và điều kiện để mà tính điểm cho trò chơi. Bước 5, tăng độ khó cho trò chơi. Để tăng độ khó cho trò chơi thì chúng ta sẽ có một số cách như sau. Chúng ta sẽ tăng cái tốc độ di chuyển của cái đồng tiền này cho nó di chuyển nhanh hơn. Hoặc là chúng ta sẽ tăng cái thời gian mà xuất hiện đồng tiền, tức là thay vì 0,2 giây thì xuất hiện một cái đồng tiền, bây giờ chúng ta sẽ tăng cái thời gian đó lên. Tạo ra cái việc là cái xuất hiện đồng tiền nó xuất hiện tần số nhanh hơn, như vậy nó cũng là tăng cái độ khó cho trò chơi. Bây giờ chúng ta muốn di chuyển đồng tiền này di chuyển nhanh hơn, chúng ta sẽ điều chỉnh lại cái tọa độ X ở đây. Tức là tọa độ X bình thường nó sẽ di chuyển một lượng là âm 5, bây giờ chúng ta sẽ thay đổi lại là thành âm âm 10 chẳng hạn. Và tốc độ xuất hiện của đồng tiền là 0,2 giây để xuất hiện một cái đồng tiền, bây giờ chúng ta tăng lên 0,02 giây. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thử lại nha. Chúng ta bây thấy bây giờ đồng tiền nó sẽ di chuyển nhanh hơn á. Chúng ta có thể tăng lên, tăng độ khó lên hơn một tí nữa. Như vậy chúng ta thấy đồng tiền nó xuất hiện rất là nhanh. Rồi, như vậy là cái cách chúng ta tăng độ khó cho trò chơi, tức là điều chỉnh lại cái tốc độ di chuyển của đồng tiền và tốc độ xuất hiện của đồng tiền. Như vậy là chúng ta đã xong cái phần tăng độ khó cho trò chơi. Bây giờ chúng ta sẽ thử lại toàn bộ trò chơi của chúng ta nha. Để thử lại, chúng ta vào mở rộng cái màn hình ra, kích vào nút này để mở rộng màn hình. Thì đây là trò chơi gọi là trò chơi Flying Cat, tức là chú mèo đang bay. Trò chơi này chúng ta sẽ sử dụng các cái phím mũi tên trên cái bàn phím, bao gồm là mũi tên lên, mũi tên xuống, mũi tên trái, mũi tên phải để điều khiển cái di chuyển của chú mèo. Chú mèo này sẽ phải bay vừa di chuyển để mà bắt lấy cái đồng tiền. Nếu mà chú mèo bắt được đồng tiền sẽ ghi được điểm. Bây giờ chúng ta sẽ bắt tay vào chơi trò chơi này nha. Để bắt đầu trò chơi chúng ta kích vào biểu tượng lá cờ ở đây.
Rồi, như vậy là chúng ta đã vừa mới thử lại cái trò chơi của chúng ta. Đây là một trò chơi khá là đơn giản và rất là dễ thực hiện. Chúc các bạn thực hiện cái trò chơi này thành công nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này. Nếu các bạn thấy video này hay, đừng quên like, share hoặc là subscribe, đăng ký kênh để ủng hộ cho chương trình nha. Xin chào và hẹn gặp lại.